Trong các nước ASEAN thì Thái Lan được đánh giá là một quốc gia có nền nông nghiệp khá phát triển với rất nhiều giống cây con đặc sản có giá trị kinh tế cao. Đây là kết quả của một quá trình với sự hội tụ thành công của nhiều yếu tố, trong đó có đóng góp quan trọng của các nhà khoa học, những người đã luôn gắn các sản phẩm nghiên cứu của mình với nhu cầu của thị trường và vì lợi ích thiết thực của người nông dân. Ghi nhận của phóng viên truyền hình Việt Nam tại tỉnh Sakonakon, Vương quốc Thái Lan. Chuỗi hàng ăn chuyên kinh doanh các món ăn từ thịt bò, đặc sản của gia đình ông Duthay Apivanthasiri hiện đã phát triển lên số lượng 10 cửa hàng và có mặt tại 4 tỉnh thành tại Thái Lan. Để có thịt bò chất lượng cao, cung cấp cho các cửa hàng, đồng thời bán rộng rãi ra thị trường, gia đình ông hiện sở hữu một trang trại chuyên nuôi vỗ béo khoảng 200 bò thịt, phần lớn là giống bò đen Puban. Đây là giống bò thịt đặc sản đã được các nhà khoa học Thái Lan lai tạo, nhân giống từ giống bò Kobe, đặc sản của Nhật Bản và chuyển giao thành công cho người nông dân. Khi nghiên cứu lai tạo giống, chúng tôi luôn tuân thủ và thực hiện đúng những điều chỉ dạy của nhà vua, sao cho các con vật nuôi phải đáp ứng đủ 5 tiêu chí, nhằm đem lại lợi ích tối đa cho người nông dân, bao gồm: thứ nhất, con giống phải dễ nuôi; thứ hai, phương thức chăn nuôi phải dễ dàng; thứ ba, thức ăn cho vật nuôi phải dễ chế biến hoặc dễ tìm thấy trong tự nhiên; thứ tư, vật nuôi phải có sức đề kháng với dịch bệnh và có khả năng thích nghi với môi trường tự nhiên trong khu vực; thứ năm, vật nuôi phải đem lại lợi nhuận, giá trị kinh tế cao cho người nông dân. Mặc dù có một định hướng đúng đắn, nhưng cũng phải vượt qua rất nhiều gian nan với những trải nghiệm chưa từng có tiền lệ. Các cán bộ nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Phu Phan mới tìm ra được một quy trình chăn nuôi phù hợp với điều kiện kỹ thuật của người dân. Ở thời điểm ban đầu, tôi ý thức được đây là giống bò rất quý, mình phải chăm sóc, chiều chuộng, thì chúng sẽ cho chất lượng thịt tốt. Vì vậy, tôi muốn thử hát cho chúng nghe, nhưng tiếng Nhật cũng như những bài hát Nhật thì tôi không biết, nên rồi tôi quyết định hát những bài hát của Thái Lan cho chúng nghe. Chính từ những trải nghiệm quý báu đó, nên giống bò đen Puphan hiện nay dù vẫn được cho nghe nhạc, nhưng không còn cần phải cho uống bia, ăn cỏ Mỹ, nuôi trong phòng lạnh, nhưng vẫn cho chất lượng thịt đặc biệt, có giá bán cao gấp hơn 10 lần so với thịt bò thông thường. Những thành công của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Puphan cho thấy, chỉ xuất phát từ đời sống và gắn bó với thực tế cuộc sống thì những nghiên cứu khoa học mới thực sự có ý nghĩa. Chí Cường, phóng viên Đài truyền Việt Nam thực hiện chương trình tại Vương quốc Thái Lan.